trên đường về tấp vô đây. Em họ nói là cái món ở trong này là đặc sản ở đây, người dân người ta thích ăn lắm. Nên là tụi em đi vào ăn thử. Khách nào có hồ chưa? Có牛肚，然后丸子，这是金鱼。金鱼，那就我点吧。啊，你点吧，拿个好吃的点给我。有牛肉丸子是吧？那你点吧。桌这吧，小桌。 我坐这儿，给王局桌里面。你要喝什么？这是大豆的，是不是？他也喝吧。啊啊，三瓶。 Sữa đậu này nóng đóng chai, muốn ngon ghê. Lại lặng. Sao không nghe sao? Chưa sao? Không nghe nghe. Hãy dụ sầm mơ mà. Dụ phần tố đã. Phần tố? Phần tố đồng đó. Chủ yếu y phần. Hai mươi lái mà. 就点了一份，我怕多了吃不完。啊，你只点了一份泡面面，还有别的？有。啊啊，那就点了个这，让谁吃？啊啊。谢谢。这，拌起来。我先尝了。 可以哦，来了，塞，生菜，然后放这个料，肉松松了，这个煮起来，然后熟了，然后它放这个料上去，啊，这个是不是那个？ 花生酱，芝麻酱，芝麻，嗯，然后这个是辣椒，辣椒油，两个就没了，嗯，这么简单，哈哈，但是咱平常自己在家调不出这个，调不出这个，他说这样简单就好吃，对啊，嗯，回家我试试，啊，有丸子，放里面一点，这是什么牛肉丸子？ 这是什么？牛肚。多了面筋。就是。什么？它都放一样的料。但是菜不一样吗？ 菜不一样，就出来的味道不一样了。这个是什么？小香肠。尝一尝。嗯，好吃啊。这啊，土豆片。土豆片。啊，放那。Trên đường về thì không biết ăn gì hết cả nhà. Em nghĩ hoài không ra luôn á. Nên lỗi bảo ghé vào cái quán này đi. Cái quán này lỗi hay ăn á. Với lại dân ở đây người ta cũng rất là thích ăn món này. Nói chung ở trong này tất cả những các món từ thịt tới rau á, thì người ta đều sẽ trộn chung với lại cái tương mè, với lại sa tế ớt như thế này. Cùng một loại sốt, cùng một loại tương, nhưng mà khi trộn chung với rau á thì nó sẽ ra một cái hương vị khác. Còn khi trộn với lại xúc xích bò viên này kia thì nó sẽ ra một cái hương vị khác. Khá là ngon đó cả nhà. Vậy là nhờ bữa nay mà em lại biết thêm được một cách chế biến món ăn ngon mà đơn giản nữa nè. Ngon thiệt luôn á. Ăn xong là ghiền luôn. Cậu ba. Bảo là dùng ly xì là
这是我的，六的啊，这是狗，在家不好玩，微微好玩。走吧，不，后边枪开了。哎，搭挂边，哈？推呀、啊，你包他吗？累不累？走那么远，你累不累？他坐着他也舒服哎、啊，走。đi ngang qua phố ăn vặt của huyện này nên là tụi em ghé vào mua một ít đồ ăn vặt luôn cả nhà. Tại lúc nãy anh á, chồng em bảo là chưa có thấy no lắm nên là ghé vào đây mua thêm một ít đồ về nhà ăn. Lâu lâu mới đi ngang xuống đây á, mà không ghé vào mua thì hơi uổng vào cái nhà, trong này đồ ăn vặt nhiều lắm. Wow, trên đây có rất nhiều. Cho cái gì? Bánh. Bánh bò. 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 几种啊？这个是四块，这个是四块。嗯，十块吗？拿一个吧。要加冰不加冰？不加冰，不加冰。走牛啊！买了没？上不去了，等一下吧。走。肠粉，要不要吃肠粉？买给儿子一份。老板，做一份肠粉带走。鸡饭、鸡蛋瘦肉。啊、哦，一份带走。哎，这家老多了，一份干得出来。哈哈哈。来过呀？啊？他来过呀？我跟你们两个没有一起来。没有一起来，他知道我的。去年下着雨，在那里面过着。一年了，一年了才见你。我夏天经常来他吃。给他玉米了。啊，玉米瘦肉就行了。啊，不用玉米吧？还准备一只玉米，瘦肉鸡蛋瘦肉就行，忘记。他不吃玉米。嗯。他吃饱了，看就想吃。刚才我想来这里吃。有没有回你们家呀？没有。没有。哎呀，回去一次也不容易。太远了，明年再回吧。坐飞机得多长时间？明年再回。一般还不够。两三班，站到我们这里多好啊！多远？越南是吧？还记得我的？啊，记得。我学习不好，但是我记性特好。嗯。我要叫朋友到了这里。炒鱿鱼还是鱿鱼？今天的是十块、十块、二块、三块。十块吗？十块一根。十一根，四个。四个。奶奶，四个吧。飞机收款11元。这泡面包起来的，看见见没？软软的，这个呢，你们看，món mực nướng này，这不就鱿鱼？哈？那再来四个。啊。要去吗？啊？就要这个。啊啊，就要这个。20元送一串哈。好。20 tệ tặng một cân, một cọc, à một que chứ lộn nói hồi. Thôi trứng không cuộn, mì tôm ở trong xong quét tương lên thì cũng hấp dẫn nè. Gin với lại ba Gin đứng ở đầu đó để đợi lấy mực nướng với lại lấy phở cuộn. Giờ em đi vòng vòng sang bên này đi mua thêm một ít đồ ăn vặt khác nữa nè. Thấy có cái xe bánh này đang đứng bán nè. Ở đây thì có cả bánh kem, bánh sô-cô-la, rồi các loại bánh kẹp nữa. Nói chung là toàn các loại bánh ngọt không à. Làm theo từng kiểu nhỏ vậy nè, mình ăn đỡ ngán nữa cả nhà. Nhưng bánh kem cũng làm từng miếng nhỏ, nhìn thấy cưng không?
chưa cần biết là có ngon hay không, chứ mà thấy màu sắc không là mình muốn mua hết cái tiệm này luôn đó cả nhà. Thấy đồ ăn vặt cái mua hảo siêu chị ạ. Đi mua đồ ăn vặt. Xúc xích nè. Gà. Ta nói xuống đây là nhìn cái gì cũng muốn mua luôn á cả nhà. Ở đây đồ ăn vặt rất là ngon luôn. Rồi đó, tấp vô cái xe đậu hũ. Cái này không phải đậu hũ thúi nha. Này đậu hũ người ta chiên xong rồi người ta sẽ cho cái sốt này lên, rồi cho thêm cái rau chua lên ăn rất là ngon luôn cả nhà. Mà cái rau chua của họ làm là bằng bắp cải á cả nhà. Không biết là làm bằng cách nào mà ăn thấy nó ngon kinh khủng lắm. Em ăn là em cứ ghiền hoài luôn. Mỗi lần xuống đây kiểu gì em cũng phải tấp vào cái gian đậu hũ này để em mua một phần em mới chịu được nè. Chân gà bên này người ta bán là chân gà rút xương á, xong rồi cái sốt này là sốt cay thơm, ăn rất là ngon luôn cả nhà. Trời ơi, nghĩ tới thôi là thấy nước miếng rớt luôn rồi đó. Ở Việt Nam thì có chân gà sốt Thái, chân gà xả tắc. Bên này là có chân gà sốt ớt như vậy nè. Nhưng mà nó không có cay quá đâu. Có hai loại, loại cay nhất với lại loại cay vừa. Còn mấy cái kia thì không cay luôn. Có hột chưa? Tố, nó này trái tố. Ta nói mỗi lần xuống đây là kiểu gì một tay đầy đồ vậy nè. Đồ ăn vặt rồi trà sữa rồi các thứ linh tinh hết. Từ đồ cay, đồ ngọt, đủ các kiểu hết cả nhà. Đồ cái chồng em cũng thoải mái lắm. Nên là mỗi lần mà xuống đây đó em thích mua gì mua à. Là con y ta tuy. Hả? Kế. Kế? Nó với to mà. Mua một đống luôn cả nhà. Tại là đồ ăn vặt em thích không à. Lâu lâu mới được xuống đây á, có cơ mua về để dành ăn.